Và thời gian qua thì kênh YouTube của Nông Dân Làm Giàu và Minh Dũng Bồ Câu nhận được khá nhiều cái sự quan tâm của các bạn về cái loại bồ câu, đó là bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì nhiều ý kiến thì cũng bày tỏ cái sự yêu thích về cái loại giống mới này. Và cũng theo mình ghi nhận thì cũng có rất là nhiều cái ý kiến về băn khoăn về cái loại giống này, vì không biết là cái giống, tại vì giống mới thì nhiều người không biết. Thì hôm nay thì mình lại có mặt tại trại để cùng anh Minh Dũng phân tích rõ hơn cho các bạn nắm về cái loại bồ câu Titan Thái siêu thịt đấy nhá. Ở đây đây là anh Dũng cùng bồ câu này. Thì chào anh, thì hôm nay anh có thể nói cho mọi người rõ hơn về cái việc mà cái bồ câu Titan Thái siêu thịt này như nào không? Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con chăn nuôi ha. Loại bồ câu là bồ câu của Thái siêu thịt. Loại mà đẻ sai nhất hiện giờ. Bồ câu là lớn. Đây là con Thái siêu thịt đây. Nó có hai gạch. Nó có hai gạch này không? Này có hai gạch nè. Nó có hai gạch, một gạch, hai gạch nữa. À, những cái loại bồ câu khác là không có hai gạch này đúng không? Không có hai gạch, nó chỉ một gạch thôi. À. Rồi. Đây là bồ câu Thái siêu thịt. Mình mới like. À, đây là con trống nha. Đây là con mái, nó phải vậy đây. Anh nói to để cho mọi người nghe nhé. Đây là con mái nè. Con mái nó màu vậy nè. Con mái. Con mái của nó thì cũng có hai gạch như con trống luôn hay sao anh? Con mái nó có hai gạch nhưng mà nó khác. Nó loại này nó bự bằng con trống luôn. Chứ không phải như những con bồ câu mà của Trung Quốc á, nó con mái nhỏ xíu, con trống nó lại lớn. Và hai cái cặp mình anh vừa cầm lên thì hai con này nuôi được khoảng thời gian bao nhiêu lâu rồi anh? Cái này mới có 7 tháng thôi. Hai này 7 tháng mà một cái phải nuôi từ 3 con đến 4 con hết. Con rất là bự. Anh có thể cầm hai con, ba con này cho mọi người nhìn rõ hơn về cái con này. Cái này thì chỉ có 7 ngày thôi. Nuôi ba con 7 ngày nè. 7 ngày mà ba lớn như vậy nè. 7 ngày nó trọng lượng nó cũng 300 g mà. Nó lớn nhất là 700 g á. Cái này lúc nở ra được 7 ngày rồi. 7 ngày. Cái này thì được bao nhiêu ngày nữa thì mình có thể mình bán được anh nhỉ? 15 ngày nữa mình bán. Hay là ta tổng cộng là từ nở ra cho tới tới bán là 20 ngày là mình bán. Đây con chim bồ câu nó 15 ngày nè. Đâu anh bắt có thể bắt con 15 ngày cho mọi người nắm rõ được hơn không? Đây con phải bự vậy nè. Con này là được 15 ngày rồi. 15 ngày. Nó phải bự vậy. Con này thì bây giờ mình bán trên thị trường là khoảng bao nhiêu tiền một con anh nhỉ? Giờ mình bán ra cho nhà hàng á là 65 ngàn một con. 65 ngàn một con. Nó ra phải 3 con bự vậy mà được nha. Bự vậy nè. Nó nằm ở 5 lạng đến 7 lạng. Một cha mẹ là nuôi phải 5 đến 7 lạng một con hết. Mà 3 con như thế này đây. Một ổ 3 con 4 con hết. Trên cái kênh của mình thì cũng có nhiều người bình luận là không biết là cái loại bồ câu ra ràng này, thì khi mà có nhiều người không đủ kinh tế họ nuôi thì họ bắt cái con này về họ nuôi thì họ có làm giống được không anh nhỉ? Hiện giờ ở trại Minh Dũng có hướng dẫn hết cho bà con bán con giống và để lại con giống nuôi. Tại vì đẻ ra rồi mình chỉ cho bà con nuôi là để giống luôn. Hướng dẫn 100% để giống như thế nào, tuyển chọn ra con nào cho đẹp để giống, để cho bà con tự nhân giống ra. Sau này là có con giống mà ở đó mà tự làm ra luôn để nuôi luôn á. Là tại Minh Dũng chỉ từ câu từ đẻ cho tới bán tới đẻ. Anh bây giờ có thể bắt thử một con bồ câu mà ra ràng mà chuẩn bị 1-2 ngày nữa mình có thể bán lấy thịt cho mọi người xem không? Cái này
này được bao nhiêu ngày rồi anh? Cái này là được 7 ngày. 3 ngày nữa là mình 3 ngày nữa là mình bán nè. 3 ngày nữa là mình thịt bán. À, trọng lượng của nó thì 7 lạng. 7 lạng ạ. 7 lạng. Cái con này thì khi mà từ khi mà nó nở ấy thì mình cho nó ăn loại thức ăn nào anh? Hiện giờ là cám chỉ 1%. Rồi ngũ cốc, lúa mạch, bắp với lại gạo lứt là 90%. Làm vậy con bồ câu nó mới bổ. Nó đừng cho ăn cám nhiều quá nha. Cho ăn cám nhiều thì nó ăn thức ăn là coi như là nó không có bổ, tại vì con mẹ nó đút hành sữa mới đút qua con nó. Như những giờ những cái trại khác bây giờ người ta bơm cám trực tiếp vô là bồ câu nó không bao giờ bổ. À là người ta bơm cám vô miệng con con ra ràng đúng không? Ra ràng. Là coi như mình là trại này là mình không bao giờ có. Là coi như là mình mẹ nó tự ăn, tự đút. Tại vì mình cho ăn cái cám lúa mạch nè. Để hai mình lại đây mình hướng dẫn cho coi lúa mạch. À đó, những cái thì cho mọi người coi lúa mạch cũng được. Lúa mạch nè, lúa cái này lúa mạch, lúa mạch này giờ trước hết là mình phải đi ngâm 24 tiếng nha, cho sạch sẽ hết, rồi để qua một đêm nữa, rồi bồ câu nó mới nở ra, con chim bồ câu mẹ nó mới ăn vô, ăn vô mới hành sữa nó mới đút cho con, bởi vậy nó rất là bổ, nó lẹ lớn, nó nuôi đủ được cái số lượng ba con đến bốn con cho một ổ. Tại vì trước đấy thì nhiều người thì cũng trao đổi là không biết là có thể rất là khó khăn trong việc mua các loại lúa mạch này, thì bây giờ anh có thể chia sẻ là ngoài lúa mạch thì có thể cho nó ăn gì không? Ngoài lúa mạch thì giờ cho ăn gạo lứt và ngô, cám thì chỉ 20% hoặc 10% thôi nha, đừng cho ăn cám thức nhiều quá, cho ăn cám nhiều quá, đạm nhiều quá thì con nó lâu lớn. À về riêng cái loại lúa mạch này thì anh có thể phân tích kỹ hơn về cái chất lượng dinh dưỡng của nó như nào anh hơn? Cái lúa mạch này là mang dinh dưỡng nó cao nhất hết, đạm nhiều nhất hết. Trong cám nó có 17 độ đạm, nhưng mà trong lúa mạch này nó có 45 độ đạm. Thành thử ra mình phải cho ăn cái lúa mạch này nhiều hơn cám. À vậy là cái loại thức ăn mà có thể nói là tốt nhất là lúa mạch này đúng không? Lúa mạch. Lúa mạch là hiện giờ tốt nhất giờ. Thì bây giờ anh có thể cho mọi người xem lại cái cặp bồ câu, phân tích kỹ hơn một chút về cái loại bồ câu Thái này không? Tại vì cũng rất nhiều người quan tâm ấy. Đây để cho những bà con coi cái loại bồ câu. Đây, bồ câu Thái này. Bồ câu rất là giỏi nha. Cái bồ câu này mình nhập bên Thái về luôn hay sao anh? Đúng. Con là nhập 100% bên Thái vậy. Và cũng nhiều người thì lại băn khoăn bảo là không biết cái hay lắm phải không? Bồ Thái này. Đây. Bồ Thái này. Bán đây. Mọi người có thấy là bán nhiều lúa lắm. Đây là các dãy bồ câu đây. Mình đã xếp ở trong lồng là một lồng là hai con nhé. Cái này là mình đã phân biệt chống mái rồi mình mới ghép được này nha các bạn.